Rồi, đụng anh Toàn. Hả? Như vậy nặng quá hả? Gớt một con nha các bạn. Gớt bồi xong luôn hả? Hay sao? Đâu? Buồn vậy? Rồi, Phú Quốc luôn. Gớt dưới sông rồi các bạn. Này sâu khều. Buồn luôn, sáng ra mở màn gớt luôn dưới sông rồi. Cũng được rồi ha. Đâu vậy, đâu vậy? Chúng đâu mà nó rớt queo luôn rồi. Vì vậy nó mạnh ghê luôn. Nè các bạn, con cu đầu ngày nha. Rồi lên đường tiếp đi. Tên cầu, cầu này đẹp quá. Ôi trên cầu mà chạy gì ông nội. Chạy ghê. Đường vô không ta? Gớt rồi đó. Đùm. Ê nó chạy qua bên đây nha. Qua xíu. Qua nữa, bình lường bên đây nè. Đó, dưới chân á. Đó chỗ chân anh. Em thấy nó gớt rồi mà. Chắc nó vô trong này. Anh đi bên đó đi. Hả? Nó rớt đâu ta? Đổ gà nó gớt cái bụt rồi mà. Lên cây hả? Chết rồi mà. Thôi đi đi. Thấy chưa? Đây 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 đây. Rớt 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 rớt. Ngon ngon. Lụm chưa anh Đặng? Tuyệt vời. Một tô hú nha các bạn. Trúng đầu, trúng đầu hả? Rớt ngay luôn. Chưa chết đúng không? Rồi one hit mình tự làm nha. Một con tô hú nữa nè. Tuyệt vời. Á đã quá trời. Mày ngu, con này mắt đỏ ghê luôn, đỏ âu luôn. Các bạn, bự ghê không? Điên. Anh Đăng ngay ngực luôn nè. Ừ. Chỗ ngay tim. Em thấy rớt thẳng mà. Con này vô không kịp là nó bay à. Để đây quay sáng rồi nè. Tuyệt vời nha các bạn. Một tô hú nữa nha. À, quá đã luôn. Đây cây one hit mình nè. Bạn nào muốn sở hữu thì liên hệ mình nha. Bắn gắt lắm, bắn tầm xa gắt lắm. Êm. Rồi cho vô cốp anh đặt. Nó bay được á. Unu ha. Con này thì chiều anh em mình nướng nữa. Im rồi. Im quá im. Quá hay luôn các bạn ơi. Xa gì mới trúng anh Đặng. Đó, rớt con. Thẳng băng luôn. Đó, rớt con đó. Ngay cạnh đó nha. Thấy cạnh đó chưa? Chỗ đó coi chừng có mương á. Hả? Bắn con siêu xa luôn. Con đó chết ngắt luôn rồi. Không bởi vậy đứng gần không trúng mà đứng xa mới trúng. Rớt thẳng xuống đất luôn anh Đặng. Vô ngó xe nữa chứ mất xe. Thấy chưa? Rồi dưới chân anh á. Hả? rớt thẳng lăn xuống luôn rồi, thấy chưa? Ôi kiếm chim khó à. Tuyệt vời, thấy không? Bắn gần không trúng không, mà bắn xa trúng. Trúng đâu à? Chết ngắt luôn nha các bạn. Rồi đi ra mất xe. Đây con hit của mình bắn quá trời xa luôn rồi, nó lên trên cái cây này đứng tuốt ngoài xe rồi các bạn, thấy không? Đây. Con uống nước biết ngay, mày uống nước này con, cho mày uống nước luôn. Ấy trúng rồi, đảo rồi anh. Rồi rớt. Chạy được không? Ôi, nó lên cây hả? Từ coi rớt đâu đã. Rồi lên cái cây đó rồi. Từ để em vô nữa. Trúng đạn rồi nha các bạn. Nó bậy chưa? Đi từ cho nó thấm đạn đi. Không có bay á. Hả? Quay xa luôn không? Nó còn trên cây hả? Lại, cho nó bay rồi. Nó đi. Chưa có. Cho nó viên anh Huệ nữa hả? Từ đi từ thôi, sợ nó bay nữa. Bay nữa là uổng luôn á. Ừ để em coi nó đứng đâu đây. Rồi trời, hay rớt rồi. Từ đừng chủ quan. Của đâu ta? Chặt rớt luôn rồi. Kiếm rồi. Thấy không? Chụp luôn đi, còn ngựa nữa. Được chưa? Tuyệt vời nha các bạn. Con này bánh xà. Cô gì? Cô Cường. Chúng đâu rồi? Đây là ngày của Peter rồi. Đi ra nữa. Ra không hồi ra cái xe mất tiêu. Các bạn bắn xuyên ngay ngay ngực luôn. Ngay bên. Đi. Quá im. Rồi tiếp tục hành trình. Đi. Con này mình thấy nó đang ăn lủi dưới đất. Đứng chỉnh máy quay hồi nó không bay. Thôi làm luôn. Ê, con tìm việc ngoài nữa kìa anh Đăng. Trên dây điện không? Nãy giờ nó nhây mình nãy giờ. Em quá êm rồi. Hay cúp bài à? Mốt mình vô đây mình bẫy cúp ha. Cỏ gì mà bẫy cúp là tuyệt vời nha các bạn. Tuốt trên xe kia nha các bạn, tới đây nè. Tới cái tầm này nè. Cũng xa lắm á, chắc 40 á. Hên dính cứ quắt luôn. Mệt bở hơi tai. Rồi anh em mình tiếp tục hành trình nha. Chắc trong cớp á. Bây giờ nữa bạn. Theo ngoài bay lên cây kia đúng không? Còn con kìa. Trời ơi con Cú Cường nó ôm cục bi bự. Con đó không chết à? Hả? Vô kiếm không? Hả? Nguyễn nó lập cả. Nguyễn nó lập rồi. Nó bay cây dừa này thôi. Nó bay cây cuối cùng. Cái đất nó vậy. Anh vô coi thử nó rớt chưa. Cái gì mới được chứ? Cua cơm á hả? Trước cột điện hay sau cột điện? Cuộn cu nè các bạn, cu dí nè. Núp đây không thấy. Rồi rớt. Tuyệt vời. Chết ngắt rồi. Ôi bể đầu nữa. Máu chảy quá trời luôn. Úi trời ơi. Máu nè. Nay trời tối tối quay không đẹp nữa nè. Không sao, rớt chim này. Ôi, xong rồi. Con cua cừu mất tiêu luôn hả? Máu không à. Thấy không, đụng đụng chi giờ bay xuống lụm mấy không? Thả đi, lụm con này đi. Rớt cu nha các bạn, quên hit V1 nè. Ném lên đây cho em đi. Ngượng ngừa đó. Đây. Tét đầu đúng không? Tét đầu nữa các bạn. Máu me không. Thôi đừng lấy cảnh máu ghê á. Nè, chả này. Lên đường, lên đường. Hùng ác quá. Dây nhớ nhau cả đời luôn. Ê! 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 Trúng luôn á, trúng luôn chứ không phải là không trúng đâu. Trúng cái bóc luôn, nghe cái bột rõ to. Ôi nó ghê trời. Ôi không tin mình nữa rồi. Để em tin luôn nè. Bắn xàm xàm chứ con bị biệp. Mấy con à? Này được á hả? Tụi em đi bắn chứ không. Nhiều ghê ha. Mấy con chục á chứ. Ôi anh bẫy hay ghê á. Bẫy đập hay là bẫy sập hay sao anh? Vậy là mình bán nguyên con. Hay ghê đó. 6 cọc. Ôi chục con. Em ha. Bắn ăn dần thun. Dạ. Thun chơi bắn con. Hay á. Vui đẹp quá ha. Con này đuôi dài. Tuyệt vời ta. Con... Gặp cao thủ rồi. Buồn con. Hả? Mua làm gì? À, mồi á hả? Thôi. Đi đi. Về em không biết bỏ đâu. Trong đây còn chạy được nữa không anh? Bán không? Tại em con về nuôi chơi. Mua con hả? Mua con về nuôi hả? Mua đi. Dạ cùng đường là quẹo ra ha. Dạ. Vô qua cầu cũng được, qua cầu. Đó con đó đó. Con này đuôi đẹp nè. Con đi. Mua con mình về chơi nha các bạn. Thì con nào chả được. Con này nhỏ cưng. Mua nuôi á hả? Ừ. Mọc đỏ chứ này. Chú quẩy hay ghê. Mãi cho cái túi hả? Ồ, đẹp cưng ha. Đẹp nha. Màu nó màu tím. Tụi bạn phải ghê hay trời. Tuyệt vời. Và quá trời luôn nè. Bạn con mồi giả hay sao anh? Tiếng chứ hả? Anh vui vì bạn cũng bẫy vậy nè. Ngày bẫy mấy vụ con. Cũng cưới túi cưng luôn. Tại người ta núi luôn rồi. Rồi các bạn chơi. Cưng. Con chúa vậy. có áo được. Rồi cô em. Rồi em cảm ơn anh nha. Các bạn. Rồi lên đường tiếp. Anh về anh nuôi làm cái gì? Anh nuôi chơi vui nuôi vậy về cho bắt kỳ nhông ăn được. Ừ. Hôm bữa anh có con đúng không? Để đâu rồi? Ừ, con mà cho ông bác à. Ừ. Đi, đi lên đường tiếp đi. Ôi, trước. Tuyệt vời. Con này ngu nè. Máu hả? À? Rồi. Trúng đầu các bạn nhưng mà máu mình không quay. Ừ, đừng quay máu đi. Ở con này là cái chỗ hồi nãy mình bắn rớt con mà không kiếm được nè. Nhớ không? Bắn liền nha. Thấy chưa? Nào thấy kêu. Rồi. Ê, lúm. Rồi. Ấy, coi nó bay đâu, coi nó bay đâu. Nó rớt đó. Đầu trên cây. Đầu trên cây á. Vô nữa không? Còn trúng viên nó vô trong cây nữa các bạn. Đằng đang vô rình. Đi từ ơi. Đụng một viên rồi. Vẫn còn bay. Yếu rồi. Tay này luôn. Ê, rớt bên anh ơi, rớt bên anh ơi. Ghê. Ủa gì chạy gì bắn luôn. À, chạy xe quất luôn á. Chạy luôn. Chạy. Đây nè. Chạy bắn rớt bánh thanh luôn à. Đâu rồi? Nó lủi rồi. Chắc nó sượt à. Rớt luôn không? Không có ghê cha. Có không? Thấy chưa? Không. Kiếm thử coi. Em không thấy mà. Chơi. Chạy xe bắn rớt quá thanh luôn các bạn. Kiếm thử coi.